Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các mẫu xe đạp đua Midsize Gamma R3500. Dòng xe được sử dụng một bộ group chuyển động Shimano Soza, khung nhôm 7005 và bánh là bánh 700C, và toàn bộ xe đã được em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin tất tần tật 100%. Thì chiếc xe này có cái ngoại hình rất là đẹp, còn cực kỳ là mới. Các bạn nhìn trên hình, hết sơn các thứ là còn rất là bóng bẩy. Từ bộ chuyển động, đùi đạp, xích clip, rồi thì bộ đè gần như là còn rất là đẹp, rất ít vết xước trên xe, là rất ít vết xước, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể là trên phần khung hay là bộ chuyển động. Sử dụng đây là bộ nhôm 7005 các bác nhé. Đây là hai đĩa và 9 nít này. Và đây là sử dụng bộ nhôm 7005. Là một loại nhôm siêu nhẹ và được sử dụng rất nhiều trong những xe đạp thể thao dòng cao cấp. Thì được sử dụng bộ nhôm này siêu nhẹ và rất là bền. Gần như là loại nhôm ngon nhất trong dòng xe đạp thể thao rồi. Nhôm 7005. Chạy hết full một bộ chuyển động từ đè sau Shimano Soza, gạt đĩa trước, rồi đùi đạp trục rỗng, rồi trên này là đôi tay lắc Soza full tất tần tật một bộ, phanh ba mảnh nguyên zin hết các bác nhé, một khẩu nguyên chiếc nguyên zin hết, từ những chi tiết của Ford này, ly đông cọc yên nguyên bản hết. Được sử dụng ở đây là bộ Mayer Quattro, đây là dòng bi vòng, chạy bi vòng, đây. Vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe có cái size cũng khá là lớn, thành cho các bác đi từ khoảng 1m67 đến khoảng 1m76-77 thì phù hợp. Động rất mượt. Cơ bản là dòng các đề đón về xích clip còn rất là mới này. Chuyển động này không có gì để nói là rất là mượt. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 9.800.000, bao ship toàn quốc, chứ cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bên em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.